Tập 33. Đình Hi, buông tha người khác cũng là buông tha cho mình. Đình Lượng dù có thế nào đi nữa thì hai con cũng là anh em với nhau, sống chung với nhau 20 mấy năm. Anh em, mẹ có biết nó liên tục 2 lần muốn lấy mạng của con, nó còn giết chết em trai ruột của con, còn hại chết mẹ ruột của con nữa. Như vậy gọi là anh em hay sao? Được, Đình Lượng là con trai ruột của mẹ. Con đã không còn là con trai của mẹ nữa rồi. Cho dù có thế nào đi nữa, cho dù mẹ có nghèo khổ lưu lạc đầu đường xó chợ, thì mẹ cũng phải ở chung với con trai và con dâu của mình. Đừng Đình Yên, anh quá độc ác rồi. Tôi với anh không thù không quán, tại sao anh lại kéo tôi vào trong chuyện này? Tiểu thư ngải văn, xem ra trí nhớ của cô không được tốt cho lắm. Nói đến ác độc, tôi và cô không ai hơn ai đâu. Nhưng mà Đường Đình Hiên tôi, Đường Đường là một nam tử hán đại trượng phu, tôi sẽ không có so đo với phụ nữ như cô. Nhưng mà những chuyện cô nợ Vĩnh Ân nhất định cô phải trả. Các người không được vào đây, đây là đường phủ, tránh ra. Các người không được vào, các người không được vào, không được vào, tránh ra. Sở trưởng Lưu, gấp gáp như vậy, có chuyện gì vậy? Đang làm kỳ công thôi, làm phiền rồi. Đường Đình Lượng có trong phủ hay không? Có. Trương Xuyên cũng ở đây. Bắt Đường Đình Lượng và Trương Xuyên ra đây cho tôi. Vâng. Sở trưởng Lưu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Con trai của tôi phạm tội gì chứ? Chúng tôi không bắt người vô tội đâu. Thả tôi ra, nhanh lên, buông ra, đi, nhanh lên. Các người vừa ra đâu mà bắt tôi? Đường thiếu gia, xin lỗi anh. Anh buôn lậu thuốc phiện và một số hàng cấm, còn sai khiến cho Trương Xuyên giết người vô tội. Chứng cứ đầy đủ, tôi phải bắt các người về quy án. Dẫn đi. Đình Lượng, mẹ. Đình Lượng, Lý Đình Hiên, tôi nói cho anh biết, đừng có vui mừng quá sớm. Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Dù có làm ma tôi cũng không tha cho anh đâu. Đi. Mẹ, Đình Lượng, buông tôi ra. Đình Lượng, mẹ. Đình Hiên, tôi không bao giờ ngờ được tại sao tôi lại nuôi dưỡng một cầm thú vô tình vô nghĩa như cậu. Đây là nghiệp mà tôi tạo ra sao? Đây chính là nghiệp tôi tạo ra. Mẹ, phu nhân, nhanh lên, nhiều phu nhân vào phòng nghỉ ngơi đi. Nhanh, nhanh lên. Đường gia, tôi trở về rồi đây. Các người hãy nhớ kỹ cho tôi những gì mà thuộc về Đường Đình Hiên tôi. Tôi nhất định sẽ đòi về. Cha, cha ơi, cha có nghe được con nói hay không? Nếu như nghe được con nói thì cha hãy động đầy ngón tay. Cha, cha, cha nghe được lời của con nói đúng hay không? Cha, cha động đầy nữa đi, động đầy ngón tay chút nữa đi cha. Cha, 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 cha động đầy thêm nữa đi cha. Cha, rốt cuộc là cha có nghe thấy con nói hay không cha? Động đầy nữa đi cha. Con rất lo cho cha. Cha nhất định phải khỏe lại đó. Cha ơi, tục ngữ nói rất đúng, vợ chồng giống là chim chung một khu rừng,
đại nạn ập đến thì tự ai nấy bay. Tên Đường Đình Lượng đó vừa mới vào tù thì tiểu thư Ngải Văn của chúng ta liền vội vàng muốn đi. Cô cũng hay thật đó. Kim Ngải Văn tôi đường đường là tiểu thư của Kim gia. Những ngày tháng sống cậy vào người khác, ăn nói khép nép, tôi không muốn sống. Vậy không biết lúc trước là ai muốn gả vào Đường gia mà đã trăm phương ngàn kế bỏ hết công sức, hôm nay lại nói không sống dựa vào người khác. Quả nhiên có khí phách, đúng là thiên kim tiểu thư. Tay của Định Hiên tôi dùng để giành giang sơn chứ không phải là để đánh phụ nữ, nhưng mà cũng sẽ có ngày ngoài ý muốn đó. Đợi đã, rốt cuộc anh muốn thế nào đi? Tôi không muốn gì hết. Cô đi của cô. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, đồ của Đường gia không được mang đi, không ai được phép. Tôi gả cho Đường gia, hầu hạ chồng và cha mẹ chồng, không có công lao cũng có khổ lao. Tôi mang theo một số đồ bên người là quá đáng hay sao hả? Quả nhiên là người hay quên. Cô có nhớ lúc tôi bị đuổi đi, lúc đó không phải tôi cũng là vì Đường gia, không có công lao cũng có khổ lao hay sao? Nhưng mà đến cuối cùng ngay cả một chiếc xe tôi cũng không được lái. Cô nghe cho rõ đây. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi thu về toàn bộ Đường gia, cho dù là một ngọn cỏ thì cô cũng không được mang đi. Vừa ý chưa? Có bản lĩnh thì cô tìm một người có quyền có thế hơn gia cô, đường đường mà gả đi, để chúng tôi được nở mày nở mặt. Không ngờ là Đường gia nói tan là tan. Đúng là thế sự khó lường. Tên Đường Định Hiên này, tuy là Đường gia có lỗi với anh ta, nhưng mà dù sao đi nữa cũng có ơn dưỡng dục với anh ta. Anh ta không biết báo đáp công ơn mà còn đuổi cùng giết tận. Sao mà lòng người lại độc ác như vậy chứ? Chỉ cần nghĩ đến việc Nghi Lam phải sống với một người như vậy cả đời thì anh lại lo lắng cho cô ấy. Bây giờ em không chỉ lo lắng cho Nghi Lam, em còn lo lắng cho em gái của em Ngải Văn. Đường Đình Lượng bị bắt, Đường gia đã rơi vào trong tay của Đường Đình Hiên rồi. Em thật sự rất lo lắng anh ta sẽ làm gì đó với Ngải Văn. Dù thế nào đi nữa, Ngải Văn cũng là em gái của em. Hơn nữa Đường phu nhân đối xử với em cũng không tệ. Em thật sự muốn đi thăm họ quá. Được rồi, anh đi với em. Mười sáu tuổi tôi gả đến Đường gia. Của hồi môn của tôi là thùng vàng đầu tiên của Đường gia. Nhưng mà khi tôi 18 tuổi thì đã biết chồng của tôi. Trái tim của ông ấy không ở chỗ tôi. 19 tuổi sinh ra con trai,
Vốn dĩ luôn nghĩ rằng tôi có thể nở mày nở mặt, nhưng mà ông trời đã không công bằng. Bởi vì tôi nhiều năm lao lực mà thành bệnh, con trai sinh ra đời liền qua đời. Vì để giữ được trái tim của chồng, trong lúc bất lực đã mua con từ người khác. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ là đây chính là bắt đầu của chuỗi sai lầm đó. Bởi vì một phút sai lầm dẫn đến đường gia chúng tôi gặp phải kiếp nạn ngày hôm nay. Bồ Tát, 20 năm nay tôi ngày đêm tụng kinh, ăn chay niệm Phật, không có ngày nào lơ là hết. Cho dù tôi có lớn thế nào đi nữa cũng không nên gặp phải kiếp nạn như ngày hôm nay chứ. Ai cũng nói Bồ Tát phổ độ chúng sinh, qua có đầu nợ có chủ. Nhưng mà tại sao người không để cho tôi chết đi? Tại sao lại để tôi tận mắt chứng kiến hai đứa con trai của tôi tàn sát lẫn nhau? Tại sao lại để tôi chứng kiến đường gia của chúng tôi bấp bênh như vậy? Đường gia của chúng tôi nhà tan cửa nát, vợ con ly tán. Bồ Tát, tại sao người không giúp tôi? Tại sao chứ? Tôi biết rồi, Đình Lượng đã nói đúng. Tất cả những điều này đều là lỗi của tôi hết. Nhưng mà tôi không có lỗi tranh giành ghen tuông, không có lỗi trộm lông tráo phục. Bồ Tát, mẹ muốn đi đâu? Tôi đến nơi mà tôi nên đến. Cái gì nơi mà nên đến? Đây là nhà của mẹ mà. Không phải, đây chính là nhà của cậu. Không phải, đây là nhà của mẹ mà. Thật ra tôi vốn không có trách Bồ Tát, chỉ là kiếp trước tôi tạo nghiệp quá nặng, cho nên Bồ Tát phải đối xử với tôi như vậy thôi. Từ nay về sau, tôi nhất định phải ngày đêm tụng kinh, ăn chay niệm Phật, siêu độ cho những linh hồn của đường gia chúng tôi. Còn về cậu, hãy tự lo cho bản thân mình. Mẹ, mẹ, mẹ. Dì Phân, cô đến đây làm gì? Lẽ nào cô cũng đến đây xem trò cười của Ngải Giang sao? Sao vậy được chứ? Dù sao đi nữa Ngải Giang cũng là em gái ruột của tôi. Nó không tốt thì tôi cũng khó chịu mà. Huống hồ,
Huống hồ cha cũng rất lo lắng cho nó. Đúng. Vĩnh Ân vừa nghe được tin Đường Đình Đường bị bắt, cô ấy liền nghĩ đến Ngải Giang. Cô ấy đến đón Ngải Giang. Ngải Giang, Ngải Giang, Ngải Giang. Khách quý đến nhà chơi. Đường Đình Hiên, đúng là Đường gia có lỗi với anh, nhưng mà từ nhỏ đến lớn Đường gia luôn đối xử tốt với anh như con trai ruột của mình. Sự yêu thương dành cho anh không thua kém gì Đường Đình Lượng hết. Ơn dưỡng dục lớn hơn trời, anh không những không biết ơn mà ngược lại lấy quán báo ơn. Anh làm ra những chuyện như vậy, lương tâm của anh ở đâu rồi? Vĩnh Ân, cô đến đây để dạy dỗ tôi hay sao? Anh vô tình vô nghĩa như vậy, tôi thật sự rất lo lắng anh sẽ làm ra những chuyện gì với Ngải Giang. Hôm nay tôi đến để đón Ngải Giang về nhà thôi. Đình Hiên, Đình Hiên, Ngải Giang không có ở trong phòng, nó đi đâu rồi? Cô ấy đi rồi. Đi rồi. Nó đi đâu được chứ? Chân ở trên người cô ấy, cô ấy đi đâu cũng không cần báo với tôi. Làm sao tôi biết được? Cậu ép nó. Có phải là cậu ép nó hay không? Đường Đình Hiên, Đường gia không tệ bạc với cậu mà. Cậu trông ơn phụ nghĩa, lấy quán báo ơn. Cậu có còn là con người hay không? Cậu còn cười nữa. Tìm Ngải Giang về cho tôi. Nghe thấy chưa? Tìm con gái tôi về cho tôi. Tìm con gái tôi về cho tôi. Dì Phân à, dừng lại đi. Đường gia không tệ bạc với tôi. Tôi lấy quán báo ơn. Câu này bà cũng nói ra được hay sao chứ? Tôi không tiếc bỏ công sức nhiều năm như vậy vì Đường gia. Một nửa giang sơn của Đường gia do một mình tôi giành được. Nhưng mà đến cuối cùng họ đối xử với tôi thế nào chứ? Nếu không phải mạng tôi lớn thì tôi đã chết từ lâu rồi. Cậu nói vậy. Đường Đình Hiên, cho là Đường gia có lỗi với anh đi. Bây giờ Đường Đình Lượng đã vào tù rồi. Tất cả tài sản của Đường gia đều ở trong tay của anh hết rồi. Thứ gì anh cũng có. Tại sao anh lại không tha cho một cô gái yếu đuối như vậy chứ? Anh là đàn ông gì chứ? Cô gái yếu đuối hả? Ngải Giang cũng được xem là cô gái yếu đuối hay sao? Tôi nói cho anh biết, con người của Ngải Giang cả một đời đều dùng để tính kế. Cô ấy tính kế với cô, tính kế với tôi, tính kế với Đường Đình Lượng, tính kế để làm thế nào được gả vào hào môn. Nhưng mà cô ta không ngờ cuối cùng người mà cô ta tính kế là bản thân cô ta. Tôi liều mạng với cậu. Dì Phân, dì Phân à, đừng như vậy nữa mà. Nếu như không có chuyện gì thì mời về cho. Không tiện. Dì Phân, đừng tức giận nữa. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được Ngải Giang. Chúng ta đi trước thôi. Đúng vậy đó. Tìm Ngải Giang về. Phải tìm Ngải Giang về. Phải tìm được Ngải Giang về thôi. Ngải Giang, dì Phân, Ngải Giang. Không tìm thấy Ngải Giang sao? Cha, không thấy nữa. Nhất định là Đình Hiên hại rồi. Nhất định là Đình Hiên đã hại nó. Vì Ngải Giang rời khỏi Đường gia, nó phải về nhà chứ. Sao lại không thấy nó gì? Thụy Phân, lão gia, nó đi đâu được chứ? Nó đi đâu được? Lão gia, ông nhất định phải tìm được con gái chúng ta đó. Lão gia, bà xem lúc đầu tôi đã không đồng ý Ngải Giang gả vào Đường gia, bà cứ không nghe tôi. Xem đi, bây giờ không để tung tích Ngải Giang. Tôi nói cho bà biết, nếu Ngải Giang có bệnh hệ gì, bà không xong với tôi đâu. Tại tôi, đều tại tôi, chính tôi đã hại chết con gái tôi. Nhưng mà lão gia, tôi làm như vậy là mong muốn Ngải Giang có mái nhà, không bước vào chiếc xe đổ của tôi thôi. Mười mấy năm trước, vì một lời hứa của ông, tôi gả cho ông, gả vào Kim gia. Tôi đã bỏ ra tất cả tình yêu.
tất cả mọi thứ của tôi. Nhưng mà cuối cùng trong lòng của ông chỉ có mỗi một mình giận cầm, không cho tôi danh phận nào hết. Tôi sợ ngải văng bước vào vết xe đổ của tôi, cho nên tôi mới mong muốn nó có thể đường hoàng được gả vào Đường gia thôi mà. Lão gia, tôi... Đừng rồi Thủy Vân. Cha, nói những lời này có tác dụng gì chứ? Cha, đừng cãi nhau nữa mà, bình tĩnh trước đi. Ngải văng cũng không còn nhỏ nữa. Bây giờ hãy nghĩ xem bình thường nó thích đến những nơi đâu. Đúng rồi, chúng ta nhanh chóng đi tìm đi. Đúng đó, nhưng mà đứa trẻ này trước giờ luôn được cơm bưng nước rót, bất cứ chuyện gì tôi cũng làm cho nó hết. Lão gia, bây giờ nó có một mình ở bên ngoài, nó đi đâu được chứ? Tôi phải đi tìm con gái của tôi. Tôi nhất định phải đi tìm con gái của tôi. Lão gia, Vĩnh Ân, cha, cứ để cho bà ấy đi. Để bà ấy đi đi. Bác trai, theo cháu thấy, ngải văng rời khỏi Đường gia chỉ chắc là một chuyện xấu. Để nó ở bên ngoài chịu khổ một chút, vẫn an toàn hơn ở bên cạnh một con sói như Đường Đình Nhi. Đúng. Bây giờ cháu sẽ trở về, dặn cho thuộc hạ đi tìm cô ấy. Chỉ cần cô ấy chưa đi quá xa, chắc chắn sẽ tìm về được. Được rồi. Được. Chị Tuấn à, khoảng thời gian này, cả gia đình của bác còn có Vĩnh Ân, may mà có cháu chăm sóc. Bác trai, bác đừng nói như vậy, đều là những việc mà cháu nên làm thôi. Bác cứ yên tâm đi, cháu nhất định tìm được Ngải Văng về mà. Cha, nào chậm thôi, ngồi xuống đi, gần đây sức khỏe không ổn. Thuốc đâu rồi? Tiểu thư à, thuốc đây. Lùi xuống đi. Nào cha. Chị Tuấn à, hình như cháu có lời muốn nói. Đúng là có một chuyện, nhưng mà để hôm khác rồi nói. Chị Tuấn à, có chuyện gì cháu cứ nói thẳng ra đi. Bác trai, trước đây do cháu quá hồ đồ, một tay cháu hủy đi hôn ước của cháu và Vĩnh Ân, suýt chút nữa mất đi người cháu yêu nhất. Hôm nay cháu muốn xin bác đồng ý cho cháu và Vĩnh Ân kết hôn. Kỳ Tuấn, cháu chắc chắn không phải nhất thời kích động chứ? Giống như năm đó nhất thời kích động đến nhà của bác từ hôn vậy. Bác trai, cả đời này của cháu sẽ không cưới ai ngoài Vĩnh Ân. Vĩnh Ân à, con có đồng ý không để ý chuyện trước đây gả cho cậu ấy hay không? Con đồng ý. Hay lắm. Cha chỉ đợi ngày này thôi. Kỳ Tuấn, bây giờ Kim gia của bác có hơi sa sút một chút. Bác không biết cha cháu có đồng ý hôn sự này hay không nữa. Nói thật thì cha của cháu không tỏ thái độ đồng ý hay không đồng ý. Vậy nếu như cha của cháu thật sự không đồng ý thì sao? Cháu thà rằng từ bỏ tất cả, cho dù muốn cháu hy sinh mạng sống của cháu, cháu cũng phải theo đuổi sự tự do hôn nhân. Kỳ Tuấn, năm đó các người từ hôn đã gây tổn thương rất lớn cho Kim gia của bác. Rất nhiều người đã chỉ trỏ cho nhà bác. Vĩnh Ân cũng chịu rất nhiều thiệt thòi. Cháu định bù đắp thế nào cho nó đây? Bác trai, bác nói đi. Bác muốn cháu bù đắp thế nào đây? Chỉ cần cháu làm được, cháu tuyệt đối không từ chối. Kỳ Tuấn, bởi vì lúc đó cháu từ hôn, từ đó đến bây giờ bên ngoài có rất nhiều người không cần chỉ trỏ bàn tán Kim gia Vĩnh Ân của bác. Bác thực sự rất lo lắng, sau này Vĩnh Ân giống như Ngải Văng bây giờ vậy. Cháu nói bác phải làm sao đây? Cha, bác trai, bác yên tâm đi. Kiếp này kiếp sau, kiếp sau sao nữa, cháu đều sẽ ở bên cạnh Vĩnh Ân. Mặc kệ có bao nhiêu người phản đối, cũng sẽ không bao giờ thay đổi kết quả này. Được. Được, Kỳ Tuấn. Bác trai là một người tuân thủ lễ nghi. Cháu muốn cưới con gái của Kim gia bác.
nhất định phải làm theo lễ nghi. Cháu có làm được hay không? Bác trai, bác nói đi, bác muốn cháu làm thế nào đây? Rất đơn giản thôi. Bác muốn cháu dùng kiệu tám người khiêng khi Vĩnh Ân nhà bác đi khắp một vòng trong thành, để tất cả mọi người đều biết cháu cưới Vĩnh Ân rồi. Chàng trai năm đó từng phụ Vĩnh Ân, bây giờ đã cưới Vĩnh Ân về rồi. Cháu có làm được hay không? Cha, thật sự con không quan tâm chuyện đó mà. Con chỉ muốn được ở bên cạnh Kỳ Tuấn. Được. Con gái, con không quan tâm, nhưng mà cha quan tâm. Cha phải đòi lại công bằng cho con. Cả đời này cha chưa từng lo cho con một chuyện gì. Đây là cơ hội duy nhất để cha bù đắp cho con. Cha nhất định phải kiên quyết làm như vậy. Kỳ Tuấn à, cháu có làm được hay không? Cháu làm được, đây là việc của cháu nên làm thôi. Quả thật là cháu đợi Vĩnh Ân một sự công bằng. Được, vậy chúng ta quyết định như vậy đi. Kỳ Tuấn, đưa tay cho bác. Cha nhất định phải chính tay khoác lên áo cưới cho con, đưa con lên kiệu hoa. Đỡ mày đỡ mặt mà gả con đi. Hiệu bác Đường Thị, tôi trở về rồi. Đại thiếu gia về rồi. Đại thiếu gia về rồi. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Đại thiếu gia về rồi, xin mời. Đại thiếu gia, xin mời. Dọn dẹp nhanh đi. Chúc mừng đại thiếu gia trở lại nắm quyền Đường gia. Sao thiếu gia không được vui lắm vậy? Không có gì đâu, chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Cậu cũng vất vả rồi. Không có, sao cậu nói gì? Đều là bản lĩnh của đại thiếu gia cậu. Tôi chỉ làm những chuyện mà tôi nên làm thôi. Những chuyện nên làm cậu đã làm rồi. Còn những chuyện không nên làm thì cậu cũng làm rồi. Cha nuôi của tôi và dì cầm của tôi cũng đã mất, nhưng mà hai người họ không nên chết. Không phải, thưa gia, chuyện này tôi đã giải thích rồi, chỉ là ngoài ý muốn. Tôi không biết họ ở trên xe của Đường Đình Lượng. Mặc kệ nói như thế nào thì cái chết của hai người họ đều do cậu hết. Chuyện này cậu nên thừa nhận đi. Tôi đúng, không sai. Nhưng mà thiếu gia, tất cả đều là vì cậu hết. Các người đã nghe thấy chưa? Tôi đã nghe thấy hết rồi. Phạm Đức Quý, cuối cùng cậu cũng thừa nhận rồi. Vụ mưu sát trên xe hơi để lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có thể kết án. Thiếu gia, Đức Quý, mặc kệ Đường Tế đối xử với tôi như thế nào thì ông ấy cũng có ơn dưỡng dục với tôi. Bắt đầu từ ngày hôm đó, cậu nói với tôi cậu tự ý quyết định hại chết hai người họ. Bắt đầu từ ngày hôm đó thì tôi đã từ bỏ cậu lâu rồi. Đường Đình Hiên, Đường Đình Hiên, tôi làm nhiều chuyện cho cậu như vậy, một tay tôi giúp cậu giành lại giang sơn của Đường Thị, mà bây giờ cậu lại đối xử với tôi như vậy. Được, sở trưởng Lưu, không làm lỡ thời gian của anh nữa. Đưa đi. Dân,
Đường Đình Hiên, Đường Đình Hiên, mày không được chết tử tế đâu. Thằng khốn, mày không được chết tử tế đâu. Mày không được chết tử tế đâu. Vĩnh Ân, chị à, chị nhanh lên. Dù Giao nhất định phải đi học hay sao? Đúng vậy, đã lâu em không đến trường rồi. Em nhớ các bạn và thầy cô lắm. Nhưng mà em vừa mới khỏi bệnh, phải cẩn thận đó, có biết không? Dạ biết rồi. Đi, chị đưa em đi. Lên xe đi. Cặp sách của Dù Giao. Vĩnh Ân, sao vậy? Để chuẩn bị cho áo cưới của bản thân, em đã đi ra đi vào cửa hàng tơ lụa này rất nhiều lần, nhưng mà không lần nào thành hết. Lần đầu tiên em đến đặt áo cưới là vì đợi bản thân đủ 18 tuổi, anh đến đón em. Nhưng mà không ngờ là áo cưới may xong rồi lại bị gì đốt mất. Thế là lại đến lần thứ hai, muốn đợi trước khi anh đến đón em có thể kịp may một chiếc. Nhưng mà trên đường về, vì cứu anh ở chợ lại bị quỷ mất. Lần đó nếu không phải là em thì anh đã gặp tập kích mà chết từ lâu rồi. Thế là em lại đến lần thứ ba. Lần thứ ba cũng là chuẩn bị vì anh. Áo cưới gấp rút may xong, nhưng lại đợi được tin tức từ hôn của anh. Cho dù anh đã nói 1000 lần xin lỗi với em, thì anh cũng phải nói thêm 1 lần xin lỗi với em nữa. Lần thứ tư là vì gả cho Lai Phúc mà chuẩn bị. Áo cưới may xong rồi, em cũng đã mặc lên trên người rồi, nhưng mà Lai Phúc lại chết. Còn bây giờ đã là lần thứ năm đến chọn giải rồi. Vĩnh Ân à, nếu như em đồng ý thì chúng ta có thể mặc áo cưới kiểu Tây, không nhất định phải mặc kiểu Trung. Em không muốn. Em không tin lời nguyền này đâu. Em không tin lời nguyền này. Em không muốn thỏa hiệp với ông trời. Đây mới là Vĩnh Ân mà anh biết. Đây mới là Vĩnh Ân mà anh không muốn buông tay. Đây cũng là Vĩnh Ân mà anh muốn bảo vệ suốt đời. Hy vọng đây là lần cuối cùng em đặt áo cưới cho bản thân. Chắc chắn là lần cuối cùng rồi. Anh tin rằng lần thứ sáu đến sẽ là lúc em giúp Duy Giao chuẩn bị áo cưới. Lúc đó anh sẽ lấy thân phận anh rể, nở mày nở mặt mà gả bé đi. Được rồi, em càm ràm xong rồi, anh đi làm việc của anh đi. Vậy em đi chọn quần áo trước đi, một lát nữa anh đến đón em. Vậy anh giúp em hỏi thăm tiểu thư Nghi Lam, nói với cô ấy em cũng cầu nguyện cho Tống tiên sinh, mong ông ấy sớm ngày bình phục. Nghi Lam, Kỳ Tuấn, bác trai đã đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói sao chứ? Vẫn còn đang hôn mê.
không thể nói chuyện được. Nghi Lam, thiết bị y tế ở nước ngoài tiên tiến hơn, cô có suy nghĩ đưa bác trai ra nước ngoài để chữa trị hay không? Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này đó. Tôi đã chuẩn bị tài liệu rồi, có một số bệnh viện nổi tiếng ở nước ngoài đây, cô cầm thử xem đi. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo, đây là việc tôi nên làm thôi. Cô xem cô kìa, gầy đi rồi. Những ngày tới không tìm cô, cô nhất định phải giữ sức khỏe đó. Bởi vì cha của cô vẫn cần cô chăm sóc. Anh yên tâm đi, tôi biết rồi. À đúng rồi, Vĩnh Ân nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm cô. Cô ấy cũng chúc bác trai sớm ngày bình phục. Cô ấy có lòng thật, anh giúp tôi cảm ơn cô ấy. Đúng rồi, hôn sự của hai người cũng nên chuẩn bị đi. Tôi đã nói chuyện với bác Kim, đợi khi cha tôi trở về sẽ chính thức cử hành. Vậy tốt quá, chúc mừng anh. Đường Định Hiên thì sao? Anh ta có đến thăm bác trai hay không? Anh ta bận quỷ hoại Đường gia, bận hại Đường gia tan nhà nát cửa, làm gì có thời gian đến chăm sóc cho cha của tôi chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi không muốn anh ta đến. Tôi luôn nghi ngờ cha của tôi bị như vậy là do một tay anh ta gây ra. Chỉ là đáng tiếc con người của anh ta lòng dạ quá sâu, tôi phải không tìm được chứng cứ phạm tội của anh ta. Có lẽ có một người có thể giúp được. Ai chứ? Lưu Chấn Hoa. Lưu Chấn Hoa. Vĩnh Ân, anh làm gì ở đây? Sao lại biết tôi ở đây chứ? Anh muốn đến hỏi em. Nếu như anh thật sự trở thành Lai Phúc, em có giữ lời hứa lúc trước của em hay không? Anh đến tìm tôi là vì hỏi tôi câu này sao? Được, tôi trả lời cho anh biết. Anh không phải là Lai Phúc, tôi cũng không phải là Vĩnh Ân của trước kia. Không phải đâu. Trong lòng của anh, em mãi mãi là Chu Tố Mai vừa mới đến Đường gia tìm Lai Phúc. Nếu anh đến đây chỉ là muốn hỏi câu này thôi, thì tôi không nói với anh nữa. Vĩnh Ân à, anh thật lòng mong em theo anh về Đường gia. Không thể nào, tôi sắp kết hôn với Thẩm Kỳ Tuấn rồi. Tôi xin anh đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa, có được không? Em không được kết hôn với anh ta. Được cười, tại sao tôi lại không được kết hôn với anh ấy? Anh cho rằng anh là ai? Em quên rồi hay sao? Em đã kết hôn với Lai Phúc từ lâu rồi. Em là người của Lý gia, nhưng từ đâu mà Thẩm Kỳ Tuấn cướp em đi? Em đã là người của Lý gia thì anh phải đưa em về. Lai Phúc đã chết rồi. Anh ta chưa chết. Anh ta vẫn chưa chết. Anh ta ở đây của anh. Anh có thể trở thành Lai Phúc mà. Anh bị điên rồi hay sao? Cho dù anh có trở thành Lai Phúc thì tôi cũng không thể ở bên anh được. Vĩnh Ân, em có biết không, cả đời này Đường Đình Hiên anh trước giờ không có người hay thứ gì mà không có được. Lúc đó tôi không nên giúp anh bỏ trốn, nuôi ông Tây Áo, không thì cũng sẽ không gây nên bi kịch bất hạnh của Đường gia và Tống gia như ngày hôm nay. Nếu như Lai Phúc trên trời của Linh Thiên có thể nhìn thấy tất cả thì anh ấy cũng không tha thứ cho anh đâu. Vĩnh Ân, cho dù anh có được tất cả những thứ trên đời này, nhưng mà không có em chia sẻ với anh thì đối với anh không có chút ý nghĩa nào hết. Anh xin em, anh mãi mãi xin em. Anh cầu xin em, em theo anh về Đường gia đi được không? Em đồng ý với anh được không? Anh làm gì vậy? Đường Đình Hiên, buông tôi ra. Đường Đình Hiên, buông tay ra. Vĩnh Ân, Đường Đình Hiên, tôi cảnh cáo anh, Vĩnh Ân sắp trở thành vợ của tôi rồi. Nếu như anh còn dám bám lấy cô ấy thì tôi không tha cho anh đâu. Đi thôi. Vĩnh Ân à, em không sao chứ?
Em không sao đâu, anh yên tâm đi. Sao cô ta chân tay vụng về kìa, không phải làm dở ly thì đắc tội với khách. Tính cách lớn như vậy thì trở về làm thiên kim đại tiểu thư của cô đi, đừng ra ngoài làm việc nữa. Ngải Văn, bà chủ à. Ngải Văn, Ngải Văn, cô Ngải Văn. Đúng là Ngải Văn rồi, đuổi theo. Ngải Văn, Ngải Văn, em đừng chạy nữa. Ngải Văn, Ngải Văn, em đừng chạy. Ngải Văn, cô đừng chạy, Vĩnh Ân tìm cô đó. Ngải Văn, mọi người đều tìm em. Sau khi em rời khỏi Đường Gia, tại sao lại không về nhà? Em có biết cha và dì Phân rất lo lắng cho em hay không? Các người tìm tôi làm gì? Là muốn xem trò cười của tôi đúng hay không? Bây giờ tôi vất vả như vậy, chỉ muốn cười thì cười đi. Sao em lại nói như vậy hả? Cho dù thế nào thì em cũng là em gái ruột của chị. Ngải Văn, theo chị về nhà đi em, đừng lang thang ngoài đường nữa. Kim gia mãi mãi là nhà của em. Sao mà tôi có thể về nhà được? Nhà chồng của tôi bị hủy hoại rồi, chồng lại ngồi tù. Với dáng vẻ như bây giờ, sao mà tôi về được? Người khác xem thường tôi cũng không sao. Tôi không muốn cha mẹ cũng bị người khác chê cười. Nếu như em thật sự quan tâm cha mẹ, thì bây giờ theo chị về nhà đi.